Ở bài trước chúng ta đã học bài số 9 và học về gia đình giới thiệu về các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học sang bài số 10. Bây giờ là mấy giờ? Vậy thì chúng ta sẽ vào phần bài học mục tiêu ngày hôm nay. Mục tiêu bài học ngày hôm nay chung là cái gì? Bài số 10 chúng ta sẽ học về thời gian về học sức mục tiêu bài học hôm nay chúng ta có từ vựng về t tức là về thời gian tiếp theo chúng ta học thông xa y về động từ thứ hai động từ hai muốn bước qua phiêu yên học về si gan học về thời gian tiếp theo chúng ta học n puter n kachi từ đâu đến đâu cái này kachi chi này chúng ta chú ý cái ca chi chi và kachi chi là khác nhau nhé Kachi chi là đến đến tận maraki il nói một yok sok shigan ở đây chúng ta sẽ đặt cái thời gian của cuộc hẹn quyết định thời gian của cuộc cuộc hẹn là như thế nào bước qua phiêu y ngữ pháp vào biểu hiện số 2 chúng ta có động từ đi về a ơ có nghĩa là và rồi hoặc là vì tiếp theo động từ đi ở quê ồ đây là uh, chúng ta có cấu trúc ngữ pháp đó là uh, quá, thì tương lai sẽ tức là chúng ta sẽ uh, cái hành động ra và chúng ta dự đoán nó sẽ xảy ra trong tương lai mà mình dịch có thể là sẽ maraki y phần nói hai in chân bukko thập hạ kỳ in chân là lịch trình mút là hỏi cô là và tapaki là trả lời vậy thì đây là hỏi và trả lời về cái lịch trình của chúng ta thì hôm nay chúng ta học về thời gian thì chúng ta có thể là lịch trình dựa vào cái thời gian của chúng ta lịch trình chúng ta tiến hành như thế nào tiếp theo tuko baragi nghe và nói il il chung kỳ chúng ta nghe về cái lịch trình ngày chủ nhật thứ hai yakushokanen theo hoa thực kỳ chúng ta nghe một đoạn hội thoại về cái việc à, về về một cái cuộc hẹn về cái việc hẹn hò tiếp theo là dương hoa poolun giặc tức là chúng ta ra một cái cuộc hẹn hẹn nhau đi xem phim tức là chúng ta tự tạo một cuộc hẹn đi xem phim ilkosuki đọc và viết chubal kihoye han email chúng ta hãy đọc một cái email về cái Kế hoạch là kế hoạch, kế hoạch cuối tuần, Chuma là cuối tuần. Email thập trang sư kỳ. Thập trang là việc trả lời cho cái bức thư vừa chúng ta vừa đọc. Thì vậy thì chúng ta viết một cái trả lời, email trả lời. Khoa chê phần thực hành. Chuma hoạch seo kỳ, tức là seo ta nó dựng lên, tạo nên. Seo kỳ, thì chúng ta tạo nên một cái kế hoạch cuối tuần kế hoạch vào cuối tuần chúng ta sẽ làm cái gì. Tiếp theo, 문화 산적 công công 기관 chi 시간 tức thời gian sử dụng. Gian sử dụng cái uh, cơ quan công cộng. hoa Cái này là âm căng hóa, cái này chúng ta thì sẽ học âm căng. Thì đây chúng ta có một số âm căng để chúng ta lưu ý như vậy. Tiếp theo, đây là mục tiêu bài học. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần đầu tiên đó là phần từ vựng Ohi. Vì ừ, chúng ta sẽ học bài học điện tử Ohi. Ohi này chúng ta có uh, một số cái từ vựng như là Cpioc về thời gian. Cpioc là sáng sớm. Achim buổi sáng. Nat ban ngày. chonyok buổi tối. Pam buổi đêm. Ochon là AM theo cách tính của thời gian à, của Anh Mỹ là AM buổi sáng 12 giờ từ 0 giờ đến 12 giờ trưa PM là O'HU là buổi chiều nhưng mà theo cách tính của người Châu Âu hoặc Châu Mỹ PM đó là từ sau 12 giờ đến 12 giờ đêm hết 12 giờ đêm chúng ta cùng nhau nghe và đọc theo xe biểu 아침. 낮. 저녁. 밤. 오전. 오후. Tiếp theo chúng ta sang phần từ vựng tiếp theo. Đây là công việc hàng ngày mà chúng ta uh, làm. Hôm ở trong phần uh, động từ 1 thì chúng ta đã học ở bài số 3. Các bạn nhớ bài số 3 của 1A không ạ? Thì chúng ta có một số động từ ở bên đó rồi và hôm nay chúng ta sẽ thêm một số động từ nữa để chúng ta có những thêm những hành động. Ví dụ như là đây là thức dậy. Sesuhata là rửa mặt. Chongsohata dọn vệ sinh. Posurul đợi xe buýt. Posurul tata lên xe buýt, chơn hoa hà đà, gọi điện, computer hà đà, làm việc, máy tính, huy hà đà, họp, un chơn hà đà, lái xe, yori hà đà, nấu ăn, ballet hà đà, giặt rũ, sau hà đà, tắm. Để các bạn nghe và đọc theo. 세수하다 청소하다 버스를 기다리다 버스를 타다 전화하다 컴퓨터를 하다 회의하다 운전하다 요리하다 빨래하다 샤워하다 지금 몇 시예요? 3시 20분이에요. 몇 시에 점심을 먹어요? 1시쯤에 먹어요. 지금 몇 시예요? 3시 20분이에요. 몇 시에 점심을 먹어요? 1시쯤에 먹어요. 몇 시까지 한국어를 배워요? 9시부터 1시까지 배워요. 몇 시까지 한국어를 배워요? 9시부터 1시까지 배워요. 몇 시까지 한국어를 배워요? 9시부터 1시까지 배워요. 중단, 세안, 태, 모, 소, 비, 조 Miết si kachi arubaitu rất héo Chúng ta gọi miết kachi là đến mấy giờ Arubaitu là làm thêm Héo làm Tức là bạn làm thêm đến mấy giờ Yososhi puto hay gì puto kachi bao giờ Cái cái số bé sẽ đứng trước là puto Yososhi puto Aopshi kachi héo 6 giờ đến 9 giờ tối 월요일부터 금요일까지 학교에 요드드아이랜트 사우 마니아 8월 1일, 8월 7일부터 25일까지 제주도 여행 했어요.부터까지 지금 방학이에요. bây giờ là kỳ nghỉ kỳ nghỉ hè phải không? Anio tham chu phu thơ phang hắc yeo từ tuần sau là kỳ nghỉ ở đây chúng ta tháng 8 này ngày mùng 7 này tiếp tục vào phần bài học chúng ta sẽ sang phần Maraki in trong phần Maraki il này đây có nói chuyện giữa Chiên và Mariko Udi Neil Yongwa Bolkayo chúng ta ngày mai xem phim nhé Choyo tốt 그런데, thế nhưng, 내일 오전에는, và buổi sáng ngày mai, 한국 수업이 있어요. Tôi có buổi học tiếng Hàn Quốc. 몇 시까지 수업은 해요? Bạn học đến mấy giờ? 9 시부터 1시까지 해요. Tôi học từ 9 giờ đến 1 giờ chiều. 그럼, 우리 몇 시에 만날까요? Vậy thì, 그럼 là vậy thì, 우리 몇 시에, chúng ta mấy giờ ban nàn khỏi ố sẽ gặp nhau. Hàn si ban chư mê, cực trang ạc phê giớ mà nàn ố. Hàn si ban chư mê là khoảng 1 giờ 30 phút, ban đây là rưỡi, nữa. Thì chúng ta 1 giờ rưỡi, khoảng 1 giờ rưỡi chúng ta gặp nhau. Mà nàn ố gặp nhau. Ở đâu ạ? Ê sơ này ở đâu? Ảp phê giớ. Cực trang là giảm hát, ở phía trước giảm hát. 네 밥도 같이 먹을까요? 왕 공녀 안큼 레지 그래요 루니언 오이 루어요 오이 같이 밥 먹고 영화 봐요 공녀 안큼 가세 함힘 우리도 정을게이나요 우리 내일 영화 볼까요? 좋아요 그런데 내일 오전에는 한국어 수업이 있어요 몇 시까지 수업을 해요? 9시부터 1시까지 해요. 그럼 우리 몇 시에 만날까요? 1시 반쯤에 극장 앞에서 만나요. 네, 밥도 같이 먹을까요? 그래요. 같이 밥 먹고 영화 봐요. 우리 내일 영화 볼까요? 좋아요. 그런데 내일 오전에는 한국어 수업이 있어요. 몇 시까지 수업을 해요? 9시부터 1시까지 해요. 그럼 우리 몇 시에 만날까요? 1시 반쯤에 극장 앞에서 만나요. 네. 밥도 같이 먹을까요? 그래요. 같이 밥 먹고 영화 봐요. và chúng ta tập đọc nhiều lần cả hai lời và sau sau đó chúng ta lại tiếp tục chúng ta tách lời ra chúng ta đóng một vai đầu tiên bạn sẽ đóng vai Mariko. Udi, 내일 영화 볼까요? 몇 수업을 해요? 그럼 우리 몇 시에 만날까요? 네. 밥도 같이 먹을까요? bây giờ chúng ta sẽ đóng vai Ji-yeon. Ji-yeon nói trước cho nên chúng ta sẽ bắt nhịp. Si 좋아요. 그런데 내일 오전에는 한국어 수업이 있어요. 9시부터 1시까지 해요. 1시 반쯤에 극장 앞에서 만나요. 그래요. 같이 밥 먹고 영화 봐요.

trang 만나요. 네. 밥도 같이 먹을까요? 그래요. 같이 밥 먹고 영화 봐요. Đây là phần số 1, uh, phần manaki 1, tình huống số 1. Ở trong phần uh, luyện tập 1 trong giáo trình thì chúng ta có cả tình huống số 2 và số 3. Thì ở đây có những điểm màu vàng và những điểm màu đỏ màu uh, hồng ở đây màu hồng thì chúng ta thay ở những tình huống khác vào tình huống số 2 là ohu có thi thì mấy giờ thì thi mấy giờ thì thi xong thì 2 giờ đến 4 giờ thi thì đến tức là 4 giờ thi xong 4 rưỡi gặp nhau Và tình huống số 3 là buổi chiều có cuộc họp tương tự như vậy cuộc họp đến mấy giờ thì đến 5 giờ xong Và khoảng độ 5 giờ thì gặp nhau và tình huống số 4 là buổi tối là có làm thêm. Thì làm thêm đến mấy giờ? Làm thêm từ 5 giờ đến 7 giờ. Vậy thì 8 giờ gặp nhau. Thế thì chúng ta có những cái tình huống như vậy chúng ta cũng tập để chúng ta nói cho quen. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần ngữ pháp số 2, Bunbup E. Ở trong phần này chúng ta sẽ học về ngữ pháp động từ đi với Aozơ. Thì cấu trúc ngữ pháp này chúng ta có nghĩa là và hoặc rồi. Còn một nghĩa khác đó là vì thì ở chúng ta sẽ học ở buổi bài sau. Hoặc là chúng ta sẽ có một số tình huống ở đây chúng ta tí nữa. Tôi sẽ hướng dẫn thêm các bạn. A à, ừ, sơ, rồi hoặc là vì. Tùy từng ngữ cảnh. Chúng ta xem ví dụ. Ơ chê, buổi hết sếu hôm qua bạn đã làm gì? In sa tông số. In sa các bạn nhìn thấy biển này. In sa tông, chặt chịp. 어제뭐 했어요? 그 <목소리> 인사동에 가서 차를 마셨어요. bạn <목소리> <운 차, 목소리> n 어제 뭐 했어요? 인사동에 가서 차를 마셨어요. chúng ta đã hiểu chưa ạ? À, chúng ta sang một số cái ví dụ tiếp theo để chúng ta hiểu rõ hơn khi sử dụng ngữ pháp này. ma Mare, bố hết rồi. Bạn đã làm gì vào cuối tuần? Pe khoa chơi mê, ô sơn K, K thì vào đây ạ. K thì vẫn là K thôi ạ. Ka, K sơ, sơ. thì chúng ta đọc cả câu là Pe khoa chơi mê sơ, ô sơn Tiếp theo đây 만나다 thì chúng ta sẽ chắc chắn sẽ là 만나서. Vậy thì chúng ta sẽ đọc cả câu. 오늘 친구를 만나서 같이 영화를 봤어요. Thì chúng ta là hôm qua đã gặp bạn bè rồi cùng nhau xem phim. 저는 아침 7시에 일어나서 저는 아침 7시에 일어나서 커피를 마셔요. Thì inpsi là 7 giờ thì buổi sáng 7 giờ bạn này sức tức dậy và uống cà phê tình huống số 4 chúng ta có xích tăng ngày sớm Power bạn ăn cơm ở nhà hàng phải không a chip p chip về Yo he Yo tôi đọc lại chip về Yo Tình huống số 5 Chingu Sengide là vào cái buổi tiệc sinh nhật của bạn. Đây là Mantilda. Mantilda. Thì đây là Mantroso. Mantroso. Thì cái gì Mantroso ạ? Cake là cái bánh ngọt. Thì chúng ta xem vào đây ạ. Chingu Sengide Cake Mantroso Chuosoyo. Đây là đã cho. À. Tức là vào sinh nhật bạn ấy tôi đã làm cái bánh sinh nhật cho bạn chúng ta sang tình huống thứ hai trong phần ngữ pháp ở đây chúng ta có ngữ pháp tiếp theo đó là uh, động từ đi với l coo đây là ngữ pháp uh, có nghĩa là có lẽ hình như hoặc là sẽ nhưng mà không chắc chắn xảy ra đối với cái động từ này ví dụ có lẽ ăn chẳng hạn có hay có lẽ đi thì chúng ta dịch như vậy. Ở đây chúng ta có Chu ba de Bạn sẽ làm gì vào cuối tuần? Chingu hago katchi yeonghwa bol Tôi sẽ cùng tôi sẽ cùng với bạn xem phim. Tiếp theo chúng ta có một số ví dụ như là Neil Gangnam yeok ese Gangnam số ese 야, 친구는, 야, 만나다. 드라마, 만날 거예요. 이번 토요일에, 뭐 하다, 뭐할 거예요. 집에서 책을 읽다, 드라마를 읽고받침, 드라 읽을 거예요. 읽을 거예요. 이번 주말에 친구를 만나서 같이 영화를 보다 볼 거예요. 오늘부터 매일 한국 뉴스를 들을 거예요. Đấy là trong phần ngữ pháp số 2 rất là dễ. Cái này là sẽ hoặc là dự đoán một cái hành động gì sắp xảy ra. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần Malaki Y, phần nói 2. Tôi sẽ dịch bài này. Chun Leng Si <laughs> Chu Ba Chal Pnesoyo. Cuối, um, cuối tuần bạn vui không cuối tuần vừa rồi bạn vui không Nè, steven sito chúa chan vô nét sơ cuối tuần bạn cũng vui chứ chúa đem bố hết sơ so yếu cuối tuần bạn đã làm gì vậy chú chin si ha go kachi in sa tông nghe khá sớ chá rư mà sơ sơ yếu tôi cùng với chú đi đến in sa tông và đã uống trà ở đó à thế tứ hết sơ yếu à hẹn hò nhau phải không ạ 오늘도 유진 씨를 만나요. 오늘 나이 c ũ 진 아니요. 형. 오늘 오늘은 정우 씨를 만나서 박물관에 갈 거예요. 오늘 m nay tôi 이 ẽ gặp à hôm n 량 uh, 씨는 오후에 뭐할 거예요? Bạn Chun l i 저는 도서관에 가서 공부할 거예요. Tôi đi đến thư viện và học. Tình huống số 2 là bạn này bạn ấy gặp uh, ở và vẫn gặp ở Khang Nam và hoa Pasoyo. Và hôm trước gặp Khang Nam và bạn này bây giờ không phải là đi đến thư viện để học nữa mà là không muốn đi khảo sát và bạn ấy đi đến công viên để chụp ảnh. Tình huống tiếp theo là Yeito không mua nhé, khá số đi đến công viên Yeito. Cha chân Đã đi đến công viên và đi xe đạp. Và bạn này vào tuần này thì bạn bạn này thì chút leo bạn làm, làm gì ạ? Khi tha khi tha sư hát thì là bạn này bạn ấy Uh, chơi guitar, tập chơi guitar. Tình huống số 4 ở trong phần sub chúng ta có Incheon e 가서 Incheon Incheon e 가서 đi đến Incheon và ngắm biển. Và tình huống của chút trong tình huống này đó là Chí bê 가서 Trường số, số Tình huống này bạn ấy đi về nhà và dọn vệ sinh. Và chúng ta sẽ trở về tình huống số 1 để chúng ta nghe 번 bài đọc này. Xin c bạn, xin mời bạn nghe. 씨, 주말 잘 보냈어요? 네. 스티븐 씨도 주말 잘 보냈어요? 주말에 뭐 했어요? 유진 씨하고 같이 인사동에 가서 차를 마셨어요. 아, 데이트 했어요? 오늘도 유진 씨를 만나요? 아니요. 오늘은 정우 씨를 만나서 박물관에 갈 거예요. 줄리앙 씨는 오후에 뭐할 거예요? 저는 도서관에 가서 공부할 거예요. 라이브 줄리앙 씨, 주말 잘 보냈어요? 네, 스티븐 씨도 주말 잘 보냈어요? 주말에 뭐 했어요? 유진 씨하고 같이 인사동에 가서 차를 마셨어요. 아, 데이트했어요? 오늘도 유진 씨를 만나요? 아니요. 오늘은 정우 씨를 만나서 박물관에 갈 거예요. 줄리양 씨는 오후에 뭐할 거예요? 저는 도서관에 가서 공부할 거예요. 다음에 몇번 읽고 그 다음에 우리는 연기합니다. 먼저 줄리앙을 연기합니다. 스티븐이 먼저 말하고 줄리앙, 우 먼저 연기합니다. 시작합시다. 줄리앙 씨, 주말 잘 보냈어요? <목소리> 유진 씨하고 같이 인사동에 가서 차를 마셨어요. 아니요. 오늘은 정우 씨를 만나서 박물관에 갈 거예요. 줄리앙 씨는 오후에 거예요? ta tập đóng vai Julian một hai lần sau đó chúng ta quay sang đóng vai Steven. Bây giờ tôi sẽ bật đóng vai Steven. Bởi vì Steven nói trước thì tôi khi mà tôi bật thì tôi sẽ 아... 먼저 말해. 시작! 준비해. 시작! 네, 스티븐 씨도 주말 잘 보냈어요? 주말에 뭐 했어요? 아, 데이트했어요? 오늘도 유진 씨를 만나요? 저는 도서관에 가서 공부할 거예요. 줄리앙 씨, 주말 잘 보냈어요? 네. 스티븐 씨도 주말 잘 보냈어요? 주말에 뭐 했어요? 유진 씨하고 같이 인사동에 가서 차를 마셨어요. 아, 데이트 했어요? 오늘도 유진 씨를 만나요? 아니요. 오늘은 정우 씨를 만나서 박물관에 갈 거예요. 줄리앙 씨는 오후에 뭐할 거예요? 저는 도서관에 가서 공부할 거예요. Và chúng ta sẽ sang phần tiếp theo tôi hướng dẫn các bạn tiếp theo phần tấtko maraki đầu tiên chuẩn bị bạn đi ngủ vào lúc mấy giờ và thức dậy vào lúc mấy giờ thì đầu tiên chúng ta sẽ xem phần này chantiko yunge chúng ta sẽ nghe cho kỹ và chúng ta nối nhớ chúng ta nghe kỹ và nối tôi sẽ bật hai lần 잘 듣고 연결하세요. 어제는 일요일이었습니다. 그래서 아침 10시에 일어났습니다. 10시 반에 아침을 먹고 방을 청소했습니다. 오후 2시부터 3시 반까지 텔레비전을 봤습니다. 6시에 시장에 가서 과일과 우유를 샀습니다. 7시쯤에 저녁을 먹고 한국어 숙제를 했습니다. 11시쯤에 샤워를 하고 12시에 잤습니다. 잘 듣고 연결하세요. 어제는 일요일이었습니다. 그래서 아침 10시에 일어났습니다. 10시 반에 아침을 먹고 방을 청소했습니다. 오후 2시부터 3시 반까지 텔레비전을 봤습니다. 6시에 시장에 가서 과일과 우유를 샀습니다. 7시쯤에 저녁을 먹고 한국어 숙제를 했습니다. 11시쯤에 샤워를 하고 12시에 잤습니다. lựa chọn cái đáp án cho phù hợp. Chúng ta sang phần tiếp theo, đó là phần số 2. Chuẩn bị. Dương hoa rừng chùa Quốc hoa Bạn có thích phim không? 한국 Quốc 봤어요 Bạn đã xem phim Hàn Quốc chưa? Chẳng thức cô, mà nên cô Nghe cho kỹ và chọn cái đúng. Cô là hãy chọn. Cớt là cái này mát là đúng này mát trên cốt là cái đúng này đây chúng ta sẽ có ba tình huống này trong câu số 1 này và có bốn tình huống là mát nên cờ sơn cursel đây là chọn cái đúng ở trong cái tình huống này thì chúng ta sẽ tôi sẽ bật hai lần bài nghe và chúng ta sẽ lựa chọn ở bài này chúng ta sẽ chọn là hai người này gặp nhau ở đâu này xong trình tự đi đâu làm cái gì này thì chúng ta chọn một trong ba ý này và đây chúng ta hãy chọn cái đúng với nội dung đoạn văn. 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 나나씨, 오늘 영화 같이 볼까요? 미안해요. 오늘은 시간이 없어요. 오늘부터 아르바이트를 해요. 무슨 아르바이트를 해요? 월요일부터 금요일까지 중국어를 가르쳐요. 그럼 토요일은 어때요? 좋아요. 어디에서 만날까요? 극장 앞에서 만날까요? 아니요. 극장 앞은 복잡해요. 학교 앞에서 만나서 같이 가요. 그래요. 몇 시에 만날까요? 12시쯤에 만나서 같이 점심을 먹고 2시쯤에 영화를 봐요. 좋아요. 그럼 토요일에 만나요. 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 나나씨, 오늘 영화 같이 볼까요? 미안해요. 오늘은 시간이 없어요. 오늘부터 아르바이트를 해요. 무슨 아르바이트를 해요? 월요일부터 금요일까지 중국어를 가르쳐요. 그럼 토요일은 어때요? 좋아요. 어디에서 만날까요? 극장 앞에서 만날까요? 아니요. 극장 앞은 복잡해요. 학교 앞에서 만나서 같이 가요. <목소리> 그래요. 몇 시에 만날까요? 1 2 시쯤에 만나서 같이 점심을 먹고 2 시쯤에 영화를 봐요. 좋아요. 그럼 토요일에 만나요. 네, 각각 다 찬의 구합죠. 저희가 상관이 바라기. 그리고 저희가 제 경우에 저희가 제 À, nghe à, xem cái sau. 친구 약속은 해 Xem cái những cái loại phim sau, những cái tờ quảng cáo phim này và chúng ta hẹn bạn của mình đi xem một trong những bộ phim này. 그리고 약속은 친구들 Và cái này cái cuộc hẹn này hai người này hẹn nhau và chúng ta sẽ đứng lên trước mọi người để chúng ta hẹn đây là thích Sư Khay. đây là phim Tiano, còn đây là đây là các tên phim và thời gian chiếu đây ạ và chúng ta có thể hẹn nhau xem phim và hẹn nhau ở đâu nhé đây là mẫu đấy 저는 휴양 씨하고 영화를 볼 거예요. 우리는 사랑할까요?를 볼 거예요. 2시에 학교 앞에서 만나서 3시 3, 3시 40분, 45분 영화를 볼 거예요. 그 Sau khi hẹn nhau rồi và khi phát biểu thì một người lên phát biểu như thế này, đứng trước các bạn để phát biểu. Tiếp theo, chúng ta sang phần tiếp theo đó là Ilkosuki. Phần X là phần đọc, thì chúng ta chuẩn bị. Bạn có bạn ở bên Hàn Quốc không? Bao giờ bạn sẽ gặp người bạn đó? 다음은 읽고 질문에 Chúng ta đọc đoạn này và chúng ta trả lời câu hỏi. Đầu tiên chúng ta đọc đoạn này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn một chút về dịch cái nội dung của đoạn này. Đó là Cho Nga si Cho Cho Nga Tôi là Mariko Chán chín heo. Bạn sống tốt chứ Cô kì chân, à, chân chú nâng Đàn 저희도 공부 학생 전주, 전주. 거기 uh, 그 전주는 날씨가 어때요? 어, uh, 전주 에 날씨는? 요즘 서울은 아주 좋아요. 나 서울은 저는 이번 주말에 전주에 갈 거예요. 또이 고이 동에 전주. 에서 한국 전통 요리 배우 배울 거예요. Tôi sẽ học nấu ăn truyền thống Hàn Quốc ở Jeonju. 요리 수업은 토요일에 있어요. À, cái buổi học nấu ăn ấy, cái tiết học nấu ăn thì có vào thứ bảy. 두 시부터 여섯 시까지 수업을 해요. Từ 2 giờ đến 6 giờ ngày thứ bảy có thì là học nấu ăn. 이요일에는 수업이 없지만 저는 이유인까지 전주에 있을 거예요. Tuy rằng là ngày Chủ nhật không có tiết học nấu ăn, nhưng tôi cũng chỉ ở đấy đến hết ngày Chủ nhật. 이유인까지 이유인에는 아침은 먹고 전주시에 갈 거예요. Sau khi ăn sáng, tôi sẽ đi thăm tôi sẽ đi thành phố chân chu nội thành chân chu à, khi đi đến nội thành của uh, đi vào thành phố của chân chu thì tôi sẽ mua quà kỷ niệm cho chồng và tôi sẽ ăn bibimbap. cái bibimbap ở chân chu đây là một món nổi tiếng của chân chu rồi

ân chê 시간이 있어요. chừng à có khi nào có thời gian email cho hãy viết thư cho tôi marico thì ở đây sau khi tôi dịch đoạn này thì chắc là các bạn cũng có thể trả lời được mấy câu bên dưới ví dụ như marico ân chê hàn quốc trấn thương yori đun -e -yo? sáng thứ bảy toyoin ohu buổi chiều thứ bảy yuil o -chơn. sáng chủ nhật thì cái này sáng chủ nhật là hoàn toàn sai à, 2 giờ đến 6 giờ cho nên cái đấy không thể 2 giờ sáng được và chúng ta chọn tình huống số 2 đó là thôi yên ổ hủ mát cơ chúng ta hãy chọn cái đúng mariko nâng chân chú ế khá sơ yori phê bạn này đến chân chu và học nấu ăn cũng có thể đúng bởi vì chúng ta còn phải xem câu khác có câu nào đúng hơn hay không mari nâng 이윤 아침에 비빔밥을 먹을 거예요. 그나이, 이윤 아침은 안상, 그만 비빔밥. 마리코 씨는 서울에 와서 정화를 만날 거예요. 마리코 니린 서울, 저, 야, 갑, 정아 그나이, 그나이. 그은 못, 나 그동안. 마리코는 전투에 가서 요리를 배울 거예요.

요즘 서울은 아주 추워요. 저는 이번 주말에 전주에 갈 거예요. 전주에서 한국 전통 요리를 배울 거예요. 요리 수업은 토요일에 있어요. 2시부터 6시까지 수업을 해요. 일요일에는 수업이 없지만 저는 일요일까지 전주에 있을 거예요. 일요일에는 아침을 먹고 전주 시내에 갈 거예요. 시내에 가서 남편 선물도 사고 비빔밥도 먹을 거예요. 그리고 6시에 서울에 올 거예요. 정아씨도 비빔밥을 좋아해요? 우리 일요일에 만나서 같이 점심을 먹을까요? 정아씨는 언제 시간이 있어요? 이메일 주세요 마리코 전주에서 만날까요? 정아 씨저 마리코예요 잘 지내요? 거기 전주는 날씨가 어때요? 요즘 서울은 아주 추워요 저는 이번 주말에 전주에 갈 거예요. 전주에서 한국 전통 요리를 배울 거예요. 요리 수업은 토요일에 있어요. 2시부터 6시까지 수업을 해요. 일요일에는 수업이 없지만 저는 일요일까지 전주에 있을 거예요. 일요일에는 아침을 먹고 전주 시내에 갈 거예요. 시내에 가서 남편 선물도 사고 비빔밥도 먹을 거예요. 그리고 6시에 서울에 올 거예요. 정아씨도 비빔밥을 좋아해요? 우리 일요일에 만나서 같이 점심을 먹을까요? 정아씨는 언제 시간이 있어요? 이메일 주세요. 마리코 các bạn luyện tập thật nhiều để cho đọc thật tốt nhé các bạn nhé và tiếp theo chúng ta sang phần Suki Suki thì lại uh, chúng ta nhớ ấy Kim Trong Á cá số đáp trăng sơ chúng ta đóng vai là Kim Trong Á và chúng ta viết mail trả lời trả lời lại cho Mariko. đấy là cái bản bài viết của ngày hôm nay uh, bài số 10 kết thúc ở đây xin uh, chào các bạn và chúc các bạn có một uh, buổi học vui vẻ xin cảm ơn